ngày 27 tháng 11, tại trường tiểu học Khánh Thượng, xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, cộng đồng họ Bùi Việt Nam và câu lạc bộ thầy thuốc Ninh Bình tại Hà Nội đã trao tặng 8 bộ máy tính và 4 thùng sách dành cho trường tiểu học Khánh Thượng. Sự buổi trao tặng có các đồng chí đại diện lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Yên Mô, đảng ủy, ủy ban nhân dân xã Khánh Thượng, giáo sư, tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Bùi Văn Lệnh, các thầy cô giáo trường tiểu học Khánh Thượng. Trường tiểu học xã Khánh Thượng đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2017. Năm học 2021-2022, trường có 19 lớp học với 670 học sinh. Tuy nhiên, việc xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học của nhà trường còn nhiều khó khăn. Nhà trường đang phấn đấu đạt mục tiêu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trong năm học 2021-2022. Với mong muốn góp một phần công sức vào sự phát triển giáo dục địa phương, cộng đồng họ Bùi Việt Nam và câu lạc bộ thầy thuốc Ninh Bình tại Hà Nội đã quyên góp tài trợ 8 bộ máy tính và 4 thùng sách dành cho trường tiểu học Khánh Thượng. Đây là món quà thể hiện trách nhiệm vì cộng đồng, giúp các em học sinh tiếp cận nhanh với công nghệ thông tin, ứng dụng hiệu quả trong giảng dạy và học tập. Tại buổi trao tặng, lãnh đạo trường tiểu học Khánh Thượng bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến cấp ủy, chính quyền địa phương, cộng đồng họ Bùi Việt Nam, câu lạc bộ thầy thuốc Ninh Bình tại Hà Nội và cá nhân giáo sư tiến sĩ Bùi Văn Lạnh trong việc giúp đỡ nhà trường về vật chất, tinh thần để nhà trường có điều kiện trong dạy và học. Cũng trong sáng nay, đoàn đã đến thăm bà Tạ Thị Nhài, xóm 4 thôn Tịch Chân, trao tặng 30 triệu đồng tiền hỗ trợ của câu lạc bộ thầy thuốc Ninh Bình tại Hà Nội và 10 tấn xi măng do hội phụ nữ xã để hỗ trợ xây dựng nhà máy ấm tình thương. Bà Nhài thuộc diện phụ nữ độc thân, có hoàn cảnh khó khăn của xã, hiện đang sinh sống tại căn nhà cấp 4 đã xuống cấp trầm trọng, hoàn cảnh gia đình không có điều kiện xây dựng cải tạo lại nhà mới.